Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Xoài TV. Trong những ngày qua, sự kiện đang làm dợi chóng dư luận trong và ngoài nước khi an ninh Việt Nam tương kế tự kế rằng bẫy bắt gọn và phá tan âm mưu xâm lược chống phá Việt Nam của tổ chức vạn lý chương trình do Dương Anh Tuần đứng đầu được tình báo Hoa Nam Trung Quốc hậu thuẫn liên quan đến một viên sĩ quan cấp cao mang quân hàm đại tá của quân khu 9 khi tiếp tay trong việc tạo thuận lợi cho một con tàu container chở hàng trăm tấn vũ khí trang thiết bị. Quân sự và có cả tiền giả dạ, cùng với biệt kích xâm nhập vào Việt Nam từ cảng Công Bông trong Campuchia về đến đích cuối cùng là cảng Cần Thơ. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian mấy năm qua, Việt Nam là một trong những địa bàn mà tình báo Trung Quốc luôn quan tâm bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đó là bởi vì Việt Nam là quốc gia có những tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam cũng là quốc gia có lịch sử đấu tranh và xung đột với Trung Quốc hàng ngàn năm. Ngoài ra, Việt Nam là một nước làng giường của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lo ngại Việt Nam tuột khỏi vòng kiểm soát của mình, ngả về phía Mỹ và các nước dân chủ tự do. Đó sẽ là nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân Việt Nam không có cảm tình với Trung Quốc nếu không muốn nói là tâm lý chống trung quốc bài trung quốc diễn ra rất lớn với đại bộ phận dân chúng hiện nay chính vì vậy việc nắm được các bí mật kinh tế quốc phòng quan hệ quốc tế của việt nam luôn là mục tiêu thèm muốn của tình báo trung quốc chưa kể tới việc việt nam dưới sự uy hiếp của trung quốc trên biển đông đã khiến việt nam đang thúc đẩy quan hệ với hoa kỳ chính vì vậy việc sử dụng lực lượng tình báo để can thiệp vào chính trường cũng như chính sách đối ngoại của việt nam sẽ là mục tiêu quan trọng của lực lượng tình báo của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, sau khi nhận được các thông tin tình báo vô cùng giá trị từ các nội gián được cài cắm sâu trong hàng ngũ các tổ chức chống Việt Nam có căn cứ tại Lào, Trung Quốc và Campuchia, về thông tin việc tình báo Hoa Nam Trung Quốc đang có kế hoạch truyền vũ khí Việt Kích trang thiết bị quân sự vào Việt Nam thông qua tổ chức và lý trường trình để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nội ứng ngoại hợp nhằm tạo ra áp lực, Việt Nam về mặt chính trị quân sự và làm suy yếu chính quyền Việt Nam. Khi vào tối qua, tổ chức trên đã cho con tàu container đi vào Việt Nam. Con tàu này được ngụy trang là công ty may mặc của Campuchia do Trung Quốc làm chủ đầu tư và đang có hợp tác mua bán với các đối tác của Việt Nam. Thông qua các nguồn tin giá trị từ các cơ quan tình báo hải ngoại, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện và chủ động bắt giữ viên trí quan cấp cao của quân khu 9 và buộc ông ta hợp tác cùng cơ quan an ninh Việt Nam để lập công chuộc tội cho một kế sách tương kế tiêu tư kế mà Việt Nam đã vận dụng hợp lý trong trường hợp này. Bởi để các hoạt động lần này diễn ra xuân sẻ, tổ chức và lý trường trình và viên trí quan trên đã thống nhất dùng mật danh của ông ta liên lạc theo quy ước trùng hợp với tên Hàn Gian giữa các tín hiệu đa của tàu và tên viết tắt của viên đại tá trên là Hồ Ngọc Quang với số tín hiệu radio là H3AC và đúng theo như kế hoạch khi con tàu cập cảng Cần Thơ một cách xuân trẻ và lúc các container được cậu lên bờ vào thời điểm khoảng 7 giờ tối hôm qua, thì các cơ quan an ninh và chuyên môn Việt Nam gồm lực lượng cơ động, quân đội và công an đã chờ phục sẵn và hút trọn hơn 100 tên biệt kích được giấu trong các container khiến cho chúng bằng hòa ngơ ngác và hốt hoảng khi bị bắt bất ngờ mà không có chút cơ hội phản ứng nào. Ngoài ra, phía Việt Nam còn thu giữ theo hàng trăm tấn vũ khí trang thiết bị quân sự cũng như tài liệu truyền đơn, trong đó có các tiền đô la Mỹ và Việt Nam đồng giá. Dựa theo các thông tin ban đầu, phía Việt Nam khai thác được cơ quan công an còn bắt giữ thêm 20 đối tượng khác trong đường dây hoạt động chống phá này, trong đó có hai cựu quan chức tại thành phố Cần Thơ. Diễn biến tiếp theo của sự kiện đang làm chấn động dư luận này ra sao? Mời quý vị và các bạn lắng nghe khi chúng tôi có được những cập nhật mới nhất và các bạn tin sau. Thưa quý vị và các bạn, giáo sư Trung Quốc vô tình tiết lộ cách nước này chiếm đảo ở Biển Đông. Ông Kim Giáng Vinh là giáo sư, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông Kim thường công khai đàm luận về chiến lược của các nước lớn và được cư dân mạng mệnh danh là quốc sư. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2016, ông Kim đã tổ chức một buổi tòa đàm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế của Khách sạn Quảng Châu với chủ đề triết học chiến lược Trung Mỹ. Trước khi bắt đầu buổi tòa đàm, ông Kim đã tiết lộ nội tình về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiếm đoạt các hòn đảo ở Biển Đông, căn nguyên của vấn đề Biển Đông. Trong chiến tranh Thái Bình Dương ngày 27 tháng 12 năm 1941 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản đã chiếm được tất cả các hòn đảo ở Biển Đông. Ông Kim Sáng Vinh nói, sau khi Nhật Bản bại trận vào năm 1946, Ủy viên trưởng Tưởng giới thạch đã lệnh đến đây bàn giao, Bộ Nội vụ Trung Hoa Dân Quốc đã vẽ một đường chữ U nổi tiếng vào tháng 3 năm 1947. Cũng có người gọi đó là đường 11 đoạn, nhưng sau đó đã có một sự thay đổi nhỏ. Sau này, khi quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam rất tốt, ông Hồ Chí Minh đã nói chuyện với Chủ tịch Mao Trạch Đông và Thủ tướng Chu Ân Lai rằng ngư dân không có nơi đánh bắt truyền thống. Sau đó được Chủ tịch Mao phê duyệt hai đường, trong đó đã được gạch bỏ sau đó 11 đoạn trở thành đường chín đoạn. Theo cách nói của ông Kim căn cứ chủ quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông là dựa trên 11 đoạn do chính Trung Hoa Dân Quốc vẽ ra, nhưng nó lại chưa từng nhận được sự đồng thuận của các nước sau khi dùng bạo lực cướp đoạt được chính quyền để hỗ trợ Việt Nam đối kháng với Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt đường 11 đoạn thành đường 9 đoạn. Ông Kim cũng thừa nhận rằng, vào những năm 1960, một ủy ban của Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng dưới Nam Hải Biển Đông có rất nhiều dầu mọ và các cuộc tranh luận cũng bắt đầu từ đây. Sau khi đất nước ta Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn, đã bắt đầu để ý đến nó, Biển Đông nên can thiệp sớm nhất vào Nam hải là hại là hải chiến Tây Sa, Hoàng Sa diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Năm 1974, hai miền Nam Bắc Việt Nam vẫn chưa thống nhất. Lúc đó miền Nam Việt Nam sắp không chủ được nữa, cũng vào thời điểm đó, chúng ta đến Việt Nam chiếm lấy quyền đạo Tây Sa Bắc Việt. Bắc Việt đau đớn lắm nhưng họ vẫn phải viết thư chúc mừng vì họ vẫn phải dựa vào chúng ta trong cuộc nội chiến. Chúng ta không có lựa chọn nào khác vào thời điểm đó. Sự thật mà ông Kim Sáng Vinh tiết lộ cho thấy, trên thực tế đường 9 đoạn hay đường 11 đoạn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nói cũng chỉ là khái niệm. Ngay sau khi nghe tin có dầu mỏ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng tình hình hỗn loạn của Việt Nam vào năm 1974 và bất ngờ ra tay. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều lần kêu gọi hòa bình, hợp tác phát triển trên Biển Đông, nhưng họ đã trực tiếp sử dụng vũ lực ngay từ đầu. Sự thật về trận hải chiến Việt Trung, ông Kim Sáng Vinh đàm luận một cách say trưa về trận hải chiến Hoàng Sa mà Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc không khỏi sùng bái. Ông nói khi đó chúng ta đi bốn tàu săn ngầm 500 tấn, hạm đội của Việt Nam rất hùng hậu. Việt Nam có một tàu khu trục 4.000 tấn, một tàu hộ vệ 2.500 tấn, và một tàu hộ vệ 1.500 tấn, còn có một tàu pháo 600 tấn. Tham mưu trưởng hàm đội Nam Hải Biển Đông của chúng ta biết rằng trực tiếp đối đầu là điều không thể, vì vậy ông ấy đã tập hợp tất cả bốn tàu pháo nhỏ tập trung đánh vào đài chỉ huy của tàu lớn. Nó không phải là pháo mà là súng máy cao xạ, tốc độ bắn rất nhanh, khoảng 35 mm, khả năng tác chiến không mạnh. Bốn súng máy cao xạ của bốn tàu chiến bên chúng ta tập trung mạnh vào phòng thuyền trưởng một lúc sau thuyền trưởng chết do người cầm lái không đủ kinh nghiệm, nên tàu 1.500 tấn rất nhanh sau đó đã bị chìm. Ông Kim đã vô tình tiết lộ nội tình trận chiến thành công của Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông thừa nhận rằng kết quả trận chiến là một tàu bị chìm, ba tàu trọng thương, chuyện là như vậy. Thực tế không phải là chúng ta đánh chìm tàu, bởi vì bốn tàu phá nhỏ không chỉ đánh chìm một con tàu 1.500 tấn. Khi đó chúng ta đã tổn thất một tàu săn ngầm, khi Việt Nam đến lãnh hải của họ thì họ đã bình tĩnh lại tàu khu trục 4.000 tấn quay lại bắn một quả pháo khiến một tàu săn ngầm của chúng ta bị thương. Cuộc chiến này thực sự rất rủi ro. Nếu Việt Nam mà bình tĩnh hơn một chút, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Ông Kim tiếp tục nói sự thật trận chiến năm 1974. Chỉ có Tây Sa, Hoàng Sa không có Nam Sa. Trường Sa người Việt Nam cho rằng Tây Sa và Nam Sa đều là của họ. Cuối cùng đã khai chiến tại Trường Sa. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, nhiều tài liệu Việt ngữ gọi văn tắt sự kiện này là hải chiến trường Sa hoặc thảm sát các ma, còn Trung Quốc gọi là hải chiến Nam Tra hay hải chiến 314. Đến năm 1988, chúng ta đã có tàu khu trục 3.700 tấn do tự mình sản xuất. Tình hình khi đó là một bên bại trận. Kể từ đó, chúng ta bắt đầu có tiếng nói ở năm Hai Biển Đông, nếu không thì đã không có quyền phát ngôn. Phát ngôn của ông Kim Sáng Vinh đã phản ánh chính xác logic của các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc là dựa vào vũ lực để cướp đoạt dầu mọ, đồng thời cũng trực để vạch trần những lời dối trá yêu trụng hòa bình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tự biết bản thân vô lý trong vấn đề Biển Đông, ông Kim Sáng Vinh còn nói đắc ý rằng đến năm 1995, chúng ta đã chiếm được đá vành khăn từ tay của Philippines nên chúng ta có bảy bãi đá ngầm. Việt Nam chiếm được rất nhiều, 29 bãi, nói một cách chặt chẽ thì nơi này hoàn toàn không có quyền tài sản rõ ràng. Trong lịch sử chúng ta đã đến đây rất nhiều lần, là một sự thật nhưng các quốc gia láng giềng không phục thì biết làm sao. Thật vậy, những hòn đảo đó rất gần họ cách Tam Á 1.650 km, cách Malaysia chưa đầy 50 km. Quả thật là rất gần nó nhưng ở gần cũng chẳng ích gì. Sau khi người dân châu Âu đến họ bị người châu Âu kiểm soát, nên quyền tài sản có chút không rõ ràng. Ngay từ 5 năm trước, năm 2016, Kim Sáng Vinh đã biết rằng chủ quyền ở Biển Đông gây rất nhiều tranh cãi, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chiếm đoạt công khai ngay cả khi Biển Đông ở gần các quốc gia khác hơn. Các quốc gia khác đã kiểm soát nó trước cũng là thông qua vũ lực ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nói rằng các vấn đề quốc tế nên được thảo luận và xử lý không thể ai có nằm đầm lớn hơn thì phải nghe theo người ấy. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tin tức. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình Biển Đông để gửi đến quý thính giả và các bạn trong bản tin tiếp theo. Xin chân thành và hẹn gặp lại!